Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Thành NG. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi cái tựa game là Naruto song đấu. Và hôm nay mình sẽ làm về cuộc đối đầu giữa Mandra đối đầu với đệ nhất. Thì đây là cái comment của bạn Kim Ngân Nguyên. Thì nếu các bạn thích cái cặp đấu nào thì hãy comment xuống phía dưới. Và mình sẽ xem cái comment đó có được nhiều like nhất hay không. Và mình sẽ làm tập kế tiếp. Mình sẽ bắt đầu thôi. Mình sẽ chọn một trận này và chế độ đấu đơn. Thì ngoài ra đây có cả chế độ đấu team nữa nhá. Các bạn có thể lựa chọn chế độ đấu team. Cũng có rất là nhiều cái kỹ năng đẹp khi mà lựa chọn đấu đội. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ok, thì mình sẽ đi tìm, đầu tiên là tìm đệ nhất trước này. The First Hokage Hashirama Senju, đệ nhất. Wow, đây là trong trạng thái tiên nhân này. Đây là trạng thái bình thường. Và ta sẽ tìm Mandra. Đây, Mandra. Mandra thì có hai loại dạng, thì là đây là lục đạo này, lục đạo với cái loại dạng bình thường. Thì mình nghĩ là lục đạo thì quá là mạnh và nó cũng không liên quan gì lắm đến cái cuộc chiến này cả. Thì mình nghĩ mình sẽ chọn cái dạng bình thường thôi. Dạng bình thường cũng là quá là mạnh rồi. Nên mình sẽ chọn là đệ nhất trước đi. Ở đây là đệ nhất đây. Và mình sẽ chọn một cái trường phái nào. Ok, mình sẽ chọn cái trường phái là Mộc Long. Wow, mình rất thích cái chiêu Mộc Long này. Và mình sẽ chọn dạng cho Mandra Perfect Susanoo, ngon. Và wow, Hỏa Long. Hỏa Long đối với Mộc Long, vãi nổi thật. Chúng ta sẽ chọn một cái màn thi đấu. Ồ, đây là cái màn đây. Đây chính là đệ nhất này. Còn bên tay trái là Mandra. Ồ, thác nước vĩnh cửu à. Chúng ta sẽ chiến thôi. Chiến nào, vào nào Mandra. Vào. Úi dồi, Hỏa Long vãi nổi. Mộc Long. Úi nhờn này. Ăn miếng trả miếng. Úi lao vào. Hỏa Long, Hỏa Long này. Mộc, Mộc lên chơi. Úi dồi, Mộc Nhân. Úi dồi. Úi vào đây Mộc Long. Úi dồi, lượn của dòng đẹp vãi. Đẹp vãi cả đôi lắm. Úi vào đây, vào. Úi dồi, cái quạt. Ui xổi, ui 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 xổi. Toàn ra Mộc ơi, vào chiến lên chơi. Đánh đâu ấy. Ui xổi, ui xổi, phân thân lên. Ui dòng lượn, lượn lên trời nó đẹp vãi luôn. Phải nói là cực đẹp luôn cái chiêu này. Ui ui, không được, chạy ra ngoài. Hồi mana, cái hết mana rồi. Ui, vào đây. Vào đây. Không được, nó chén né rồi. Nhân. Ui, bắn rồi. Ôi, thiên thủ quan âm. Chiêu cuối mà. Bá vãi luôn, ngàn tay đấm. Ui, cái này phải triệu tay mất. Hủy diệt luôn, chạy đâu, Mandra. Úi xời ơi. Úi, vào đi, vào đi, vào đi. Ai cha. Susanoo, Susanoo, Susanoo. Ui, Shuriken, Susanoo. Vãi thật, mình hết mana thôi. Hết mana thôi. Úi, đang thủ, đang thủ. Ui trời, Hỏa Long. Vãi thật. Until Awaken. Xôi. Ta đến đây. Mộc Long. Hai con rồng luôn. Ui đẹp vãi. Chạy sao. Đấm này. Yes. Quá là mạnh luôn. First Hokage. Cũng đánh rách một tay áo đấy. Đây là trạng thái tiên nhân mà. Thái mạnh nhất luôn. Ok, và mình sẽ mình nghĩ mình nên chọn xem nào. Mình sẽ lựa chọn lại nhân vật đi. Ok, thì mình sẽ chọn Mandra. Ok, Mandra này. Ơ, chờ ấn nhầm, mày ấn nút ra ngoài rồi. Mình sẽ chọn lại này, mình sẽ chọn Mandra là xem có dạng khác của Mandra không. Mandra đây. Mandra thì mình sẽ vẫn chọn cái loại đánh mạnh nhất thôi. Hỏa Long này, đối đầu với xem nào, ở đây. Đây có Shuriken Shadow này. Chúng ta sẽ đấu lại một trận mạnh nhất đi, xong rồi mình sẽ chọn dạng khác. Ôi, mình đã định chọn cửa khác nhưng mà quên mất rồi.
tái đấu Mộc Long đấu với Hỏa Long. Hỏa Long đối với Mộc Long. Hỏa Long. Vào, vào. Úi xồi Hỏa Long. Ây da. Chạy đâu? Chạy đâu? Biến. Úi xồi. Thế gì ấy? Ôi con rồng nó bay từ dưới đất lên. Nhận. Úi xồi ôi. Đánh kinh vậy. Susanoo. Nhờn này, chỉ tiêu lớn đấy. Vào đây. Ui, cái con rồng này lấy từ một phần của Harissa của đệ nhất ra mà. Susanoo rút kiếm rồi. Úi xồi, quét. Đẹp vãi luôn, đẹp hơn cả của đệ nhất đấy. Phá hủy quẩy cắt núi này, cắt mấy quả núi khiếp thật. Vào đây ạ, vào đây ạ. Vào đây là Susanoo. Đánh tầm xa vãi luôn. Vào đây, vào đây. Bị ăn đấm, ui, không né được, không né được. Cả con rồng bay vào người, ui giời bay lên trời nữa. Nhờn, nhờn, nhờn. Bồi mana cái. Biến đi. Ok, vào. Vào này. Nhờn. Rồi rồi, lại thêm một chiêu rồi. Quét kiếm, Susanoo quét kiếm. Đẹp vãi. Đẹp vãi nổi. Thì cả con rồng này, có Mộc Long nữa này, cũng bị quét vào luôn. Chết. Quá, chưa chết kìa. Chưa chết kìa. Chạy đâu? Chạy đâu này, Hỏa Long chết luôn. Ok, và mình sẽ nghĩ mình nên mình nên chọn xem nào. Mình sẽ chọn cái loại thời trẻ của Mantra đi, với của Hoge đệ nhất đi. Đây mình sẽ chọn lại. Ok, và mình sẽ chọn cái dạng này đi. À không. Đây, hồi trẻ đây. Và mình sẽ cũng có, đây không phải là ấy rồi, đây chỉ là mộc độn thôi. Shuriken, mình sẽ thử Shuriken Shadow Clone Jutsu này để đối đầu với xem nào. Đây nó có hai dạng Fireball Jutsu này, ok, Destroy Flame này. Chúng ta sẽ chọn lại dạng này đi. Destroy Jutsu này, chọn dạng này đi. Ok, chúng ta sẽ thử đấu lại một trận và mình sẽ random cửa đi, vì quá nhiều cửa, quá nhiều cái màn, mình không biết màn nào cả. Vào lắm, vào. Ui, à, cái này là Shuriken khổng lồ. Cái này là trường phái Shuriken khổng lồ. Ồ. Ui, quái mình bay rồi. Bay sát rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Được. Mộc độ này yếu hơn. Nhơn, bắt được rồi. Cây nó rất nhanh, nó đấm thôi, đấm thường thôi. Không có mộc nhân, không có mộc long. Ôi. Ui dồi. Ai cha kinh. Chạy đâu. Chạy đâu. Chạy đâu. Chạy đâu, chạy đâu. Phá giáp luôn. Ui ui ui, né được à, ngon. Ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy. Ghê đấy. Ui ui ui. Susanoo vẫn là rất là mạnh, vẫn rất là mạnh, vẫn rất là mạnh luôn. Combo đẹp đấy. Ui. Không né luôn. Ui xôi. Ôi giời. Ơ mạnh khơn. Wow, hai kiếm khủng vãi. Khủng, khủng vãi. Úi dồi ôi. Vào đây, vào đây, vào đây. Chém này. Phòng thủ Susanoo à? Không được đâu. Ok. Và mình sẽ chọn thêm một trận Mantra nữa. Chúng ta sẽ thử chọn lại một trận Mantra đi. Và mình sẽ thử xem cái dạng cuối khi Awaken của Mantra nào. Mantra đây. Fireball Jutsu này. Dòng lửa này, cái này là Perfect Susanoo.
mình sẽ chọn dạng này đi. Và mình cũng sẽ chọn dạng cuối của Hokage. Đấy, được đấy. Còn cái dạng đầu tiên của First Hokage khá là yếu. Không có Mộc Long, cũng không có Mộc Nhân, cũng không có Quan Âm. Chỉ có kiếm thôi. Kiếm thôi. Vào đây. Bắt được rồi. Mộc Long vẫn là cái chiêu đấy. Quét. Yes. Đẹp, thật sự là chiêu này rất là đẹp luôn. Mất rất là nhiều máu luôn. Ok, vào nào. Chiến ạ. Susanoo thường quá là mạnh. Ôi chà. Quá là dài luôn. Trời ơi. Không trúng đâu. Trời. Nhận. Thế mana rồi. Né rồi, làm sao đánh được. Ui. Như kiểu là mấy cột phong ấn mình vậy. Ngớm vậy. Nhận. Ui, mình có cả mộc này. Mộc phải lấy từ đệ nhất ra mà. Wow. Đấm xuống. Đẹp đấy. Quả lắm. Mạnh quá rồi. Úi rồi. Không được. Nó vả mình, nó đấm mình. Nhận. Vào đây. Vào đây. Ở Wacken. Để đa hóa dạng cuối rồi xem. Susanoo. Perfect Susanoo. Chết luôn. Yes. Và mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video với mình nhé. Và cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.